Chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau ở cái video mới này. Nhưng mà ở những cái video trước thì mình thường là quay ở trong nhà, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ quay ngoài trời. Và các bạn có thể thấy là mình đang cầm cái chiếc điện thoại này để có thể ghi âm rõ hơn cho mọi người. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review trải nghiệm nhanh cho mọi người một cái cảm giác về một cái chiếc, về một cái món đồ sản phẩm mới mà thực sự là mình không về chuyên món đồ này. Và đó chính là một chiếc xe mà mình vừa mới mua. Đó chính là chiếc xe SH đời 2020, và nó có rất là nhiều những cái cải tiến. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu thêm về những cái chiếc xe SH 2020 này. Để trước khi bắt đầu vào cái chính cái video này thì mình có một lưu ý với cả các bạn rằng là mình là một người không chuyên về xe cộ cho lắm, cho nên là mình sẽ chỉ review qua và đánh giá chung theo cái phương hướng gọi là mình là người dùng thôi, và để chia sẻ cho các bạn cái cảm nhận của mình về cái chiếc xe SH 2020 này. Đầu tiên để nói qua với các bạn rằng là mình là một trong những cái người đầu tiên ở Hà Nội sử dụng cái chiếc xe SH 2020 này, và cái phiên bản mình sử dụng là phiên bản là SH 125 phanh ABS. Thực ra là mình cũng định mua cái bản 150, nhưng mà cái hôm mà mình mua ấy thì nó chỉ có bản 125 và có rất là nhiều hết có xe rồi, nhưng mà tuy nhiên là họ đã không bán, cho nên là mình đã không mua ở những cái hết đó và mình đã mua ở cái hết thắng lợi. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái phần đầu xe của nó thì cái phần này này nó được bo, nó khá là giống cái phần phi thuyền. Cái điều này thì nó mình cảm giác có một chút gì đó nó kiểu thiên hướng kiểu công nghệ hơn, cho nên là có rất là nhiều những cái đánh giá, những cái ý kiến trái chiều về cái chiếc xe SH 2020 này là nó thiết kế rất là xấu, hoặc là thiết kế kiểu nó không được đẹp, nó quê hơn thôi những cái bản trước, và nó khá là giống với cả những chiếc xe như kiểu như là Airblade hoặc là Viro. Và cái phần đèn của nó thì ở cái SH 2019 thì nguyên hai cái phần này là hai cái giải LED hình chữ V, còn ở cái SH 2020 này thì cái phần cụm LED chữ V của nó thì được chuyển xuống bên dưới cái phần này. Và các bạn nhìn này thôi, nhưng mà thực ra là nó chiếu sáng lên cũng sẽ rất là sáng. Ở hai bên này sẽ được mạ viền là mạ chrome. Mình thấy đây là một cái điểm nhấn ở trên chiếc xe này, và các bạn có thể thấy là ở đây sẽ là mạ chrome, ở đây là mạ chrome, và ở cái phần sau một chút nữa mình sẽ show cho mọi người xem cũng đều là mạ chrome. Và về những cái màu ở trên xe, chiếc xe SH 2020 này nó bao gồm là 4 màu, là màu đỏ, màu xám, màu trắng và màu đen. Về cái phiên bản mà mình sử dụng này là một cái phiên bản là màu đen, nhưng mà tuy nhiên là các bạn đi ra nắng này hoặc là các bạn chiếu đèn flash vào thì nó lại có hơi một chút thì đó, nó là nhũ xanh. Và tiếp theo thì mình và các bạn sẽ cùng đi về cái phần mặt đồng hồ. Đây có thể nói là một cái đánh giá, một cái cải tiến cực kỳ mới trên chiếc xe SH 2020 này. Bây giờ thì mình sẽ mở nó lên cho các bạn xem. Các bạn ấn vào đây để các bạn mở. Khi mà các bạn mở lên thì nó sẽ hơi có một chút, nó có một cái chữ hello ở đây. Và mình bật xi nhan để mình tắt đi ạ. Và ở cái mặt này thì nó sẽ là bao gồm những cái thông tin khá là hay. Ở đây sẽ là được trang bị một cái mặt đồng hồ điện tử, là bao gồm là đây là sẽ là counter mét, đây sẽ là ghi những cái như là bình điện của acquy, những cái chỉ số mà mình đã đi được. Ở bên này sẽ là xi nhan và những cái thông số chi tiết hơn của chiếc xe SH 2020 này. Thì mình đã nói rồi, mình không phải là một người khá là chuyên về xe, cho nên là mình không biết những cái ký hiệu này. Vậy các bạn có thể lên Google để tra thêm về cái mặt công của cái xe SH này. Và khi mà mua xe thì nó có một cái quyển hướng dẫn sử dụng và tất cả tất tần tật với những cái chiếc xe này. Và chúng ta hãy cùng trở lại cái phần mặt công của nó. Và đây sẽ là nút đèn pha và passing. Còn bên này sẽ là cái còi. Còi của nó thì nghe cũng rất là bình thường thôi. Ở đây sẽ là nút Info B và Info A. Thì cái nút này nó sẽ là điều chỉnh cái mặt công của cái đồng hồ này, như là cái SH 2019 trước thì là hai cái nút cao su nó sẽ được trang trí ở hai bên trên của mặt công này. Tuy nhiên là lần này nó đã chuyển sang cái mặt ở bên trái này rồi, cho nên là các bạn sẽ có một cái gì đó nó hiện đại hơn, và nó sẽ mạ thêm một cái viền chrome ở cái đoạn mặt công xe nữa. Nó rất là bóng và có thể soi gương được luôn. Và ở bên tay phải nhá, các bạn lưu ý là đối với SH 2020 thì mình có tham khảo qua thì là nó đã mất dần đi những cái công tắc đèn ở đây, và điều này mình thấy là liên tưởng tới
nó khá là giống với cả cái chiếc SH nhập, bởi vì là thường là những chiếc SH nhập nó sẽ không tắt được đèn. Và cái phần mà để đánh giá tiếp theo mà điểm cực kỳ lớn của chiếc SH 2020 này là bình xăng của nó được chuyển lên đằng trước. Và các bạn có thể mở bình xăng bằng cách là xoay vào nút mở bình xăng và ấn lên trên. Ở đây thì nó sẽ có một nút là fill là nhiên liệu, còn ở dưới sẽ là seat là cốp xe. Mình sẽ bấm vào nút fill để có thể mở được cái bình xăng ra. Đó, khi mà các bạn bấm đây thì nó sẽ được mở cái bình xăng này ra một cái cách rất là dễ dàng. Và chỉ cần cho tay vào, vặn lên là đấy, bình xăng ra rồi. Bây giờ mình sẽ đóng vào. Đóng vào cũng rất là dễ dàng. Đóng vào thì cũng sẽ rất là dễ dàng và nhanh. Thì cái điều mà chuyển được cái bình xăng này đằng trước á, nó giúp cho cốp của các bạn được rộng hơn. Và nó sẽ làm giảm đi được cái sự nguy hiểm khi mà các bạn đổ xăng. Bởi vì là các bạn không biết thì ở trong Sài Gòn ấy, rất là những cái trò nó rất là mất dạy. Là các bạn mở cốp để các bạn lấy đồ thì thực sự là những cái kẻ cướp nó giật luôn cả cái túi khi mà các bạn vừa mở cốp ra để các bạn đổ xăng. Và nhắc đến cốp thì mình sẽ show cho các bạn xem cái cốp của cái xe này. Theo như cái Honda công bố là, và cái cốp của cái xe này được tăng thêm 10 lít so với những cái cốp xe trước, cho nên là nó sẽ rất là rộng. Bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là đây là cốp của cái xe SH 2020. Nó có rất là nhiều, mình đựng đấy rất là nhiều đồ, như là mình đựng một chiếc áo này, một cái khóa chữ U, một cái áo mưa và những cái đồ mà mình vừa mới mua hôm trước. Ở đây thì các bạn có thể có một cái chỗ, có một cái chỗ này để các bạn có thể cái chỗ này để các bạn có thể là cho được cái điện thoại vào đây. Và đây là cái cổng sạc USB của nó, các bạn có thể sạc bằng cách là cho điện thoại vào đây và sạc. Thì cốp này sẽ rất là rộng, được bao gồm là hai ngăn. Ở ngăn trên này thì các bạn có thể để những cái đồ nó nhỏ hơn một chút. Mình có một điều mà mình quên với các bạn rằng là khi mà các bạn xoay vào cái phần ổ khóa này này, là bao gồm là nút fill và nút seat, thì là các bạn sẽ ấn, thì các bạn sẽ có hai lựa chọn, là một là ấn để mở khóa, hai là ấn để mở xăng. Và nó cũng rất là tiện thôi. Và để nói thêm một chút về cái SH 2020 này, thì đối với bản 150i thì các bạn sẽ có thêm một cái chức năng, đó là Bluetooth. Thì đối với mình thì mình thấy là cái chức năng Bluetooth này không cần. Và nó có thể là 150i thì sẽ làm các bạn ăn xăng hơn, cho nên là mình không cần thiết. Và 150i thì các bạn sẽ có Bluetooth. Bluetooth thì các bạn có thể sẽ hiện được cái màn hình, hiện được cái thông báo của tin nhắn Messenger, màn hình, hoặc là những cái Gmail các bạn hiện ở bên màn hình này hoặc màn hình này. Thì cái điều này thì mình cũng chưa tìm hiểu rõ về cái chức năng Bluetooth. Thì sẽ là phần đuôi của nó. Về phần đuôi của nó thì mình thấy là cái phần đuôi này nó ăn được thon hơn so với cái SH đời 2019, 2018 hoặc những cái đời về trước, thì nó đã được làm thon hơn. Về cái phần tay sách này thì nó là vẫn là được bằng chất liệu nhựa thôi, không phải là chất liệu nhựa nhưng mà mạ, kiểu nhìn cảm giác như kiểu là nhôm hoặc là kim loại ấy. Cho nên là các bạn đừng nhầm giữa đây là kim loại nhé. Về cái chiếc xe này, như mình đã nói là mình mua trước cái ngày ra mắt khoảng tầm là 4 ngày, 3 ngày gì đấy. Cho nên là mình chưa được đăng kiểm, mình chưa được làm biển số xe, các thứ. Đây là mình xe mình vẫn chưa hề có biển. Và tiếp theo là về cái phần một cái cải tiến mới hơn một chút so với cái đời 2019, là các bạn có thể thấy là cái công nghệ của nó là được cái sử dụng cái motor, được cái bộ sử dụng cái bộ máy là ESP Plus. Đối với những cái đời trước thì sẽ chỉ là những cái như là ESP thôi. Máy thì mình thấy rất là bình thường. Và bây giờ thì mình sẽ mở lên để test cho các bạn xem qua về cái phần đèn đằng trước và đèn đằng sau của cái xe này. Bây giờ thì mình sẽ nổ máy thử. Thì các bạn thấy đây là cái đèn khi mà mình nổ máy, thì nó mình chỉ hơi tiếc một chút là cái đèn mặt để đánh định vị ban ngày và ban đêm ấy của cái đèn này thì nó hơi tối. Nó mà sáng hơn một chút thì có thể nó sẽ trợ thêm được một chút sáng về cái xe này. Và đây là cái xi nhan của nó. Đây là hai bên xi nhan. Với cái xi nhan này thì mình thấy là cái mảng này nó to hơn, nhưng mà tuy nhiên là cái bóng nó rất là bé, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái xi nhan nó nhỏ. Thì đây là một cái đài sải đèn LED, khi mà mình bật đèn pha lên này cũng như là passing thì buổi tối nó đi rất là sáng. Các bạn đừng nghĩ là đặt đèn xuống dưới phần này nó là không sáng như cái phần chữ V như cái SH đời trước, mà nó mình thấy là đi buổi tối rất là sáng. Có thể là tối mình sẽ test cho các bạn thêm về cái đèn này, cũng như là cái máy của cái này chạy nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Và về các bạn có thể thấy là mình đang ngồi ở trên cái chiếc xe SH 2020 này. Thì mình có một cái cảm nhận rằng là nó đi cái form nó, cái phần này ấy, mình thấy nó bé hơn, nó thon hơn và nó thấp hơn so với cái bản kia một chút. Nhưng mà cái phần cua lái này, nó mình thấy là nó hơi hẹp hơn một chút. Các bạn thì cần cua gần hết lái, các bạn đã bị chạm vào đùi rồi. Không biết có phải là do mình cao hay không, hay là do cái xe này nó bị thấp hơn so với cái bản đời trước. Về cái thiết kế của yên thì cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Nó là một cái yên cao và một yên thấp để cho những các bạn nữ có thể ngồi cao hơn các bạn nam chẳng hạn. Về những cái đường bo viền này này, các bạn có để ý là những cái đường bo viền này nhá, thì thường thường là nó, các bạn có thể để ý là những cái đường bo viền này này, lần này là SH 2020 họ làm rất
rất là thon, nói là làm rất là sắc cạnh với đường bo viền này luôn. Và đó là tất cả những gì về của mình về chiếc SH2020 này. Và có các bạn thì sao, các bạn hãy chọn đời 2019 hay là 2020. Nhưng mà cá nhân mình ấy thì mình thích những cái đời nào mới hơn, bởi vì là thường những cái đời mới thường sẽ nâng cấp hơn những cái đời cũ. Và mình thấy đây là một cái điểm mới rất là mới so với cái Honda ngày xưa, là nó rất là lười đổi thiết kế. Như kiểu iPhone ấy là 3 năm mới đổi thiết kế một lần, còn đối với cả còn SH này thì rất là lâu rồi họ mới đổi sang cái mặt công như này, và mình thì rất là thích cái mặt công này. Còn không biết cá nhân các bạn thì sao, nhưng mà mình thì mình vẫn sẽ chọn SH2020. Còn nếu như ý kiến của các bạn như nào, các bạn hãy comment bên phía dưới cho mình biết nhé. Ok, nếu như các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.